Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao của ngành y tế là một yêu cầu vừa bức thiết vừa mang tính lâu dài trong sự phát triển của Thừa Thiên Huế. Với thế mạnh cả cơ sở đào tạo và một hệ thống y tế khá hoàn thiện, tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp về chính sách nhằm thu hút nguồn nhân lực có trình độ, nhằm sớm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng trở thành trung tâm y tế chất lượng cao của cả nước. Trung tâm y tế thị xã Hương Thủy hiện có đội ngũ y bác sĩ với hơn 60 người, trong đó tại 10 trạm y tế có 16 bác sĩ. Trong những năm qua, Trung tâm Y tế thị xã đã rất chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ y bác sĩ nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng của nhân dân trên địa bàn thị xã Hương Thủy và các địa phương lân cận. Bên cạnh việc đưa cán bộ tham gia các chương trình đào tạo, Trung tâm Y tế đã có những đầu tư phù hợp về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ y tế phát huy năng lực, nâng cao trình độ khám chữa bệnh. Đội ngũ nhân lực là đã được thực hiện là khá đầy đủ. Nhất là các khoa phòng, ít nhất là một khoa có 2 bác sĩ và 6-7 điều dưỡng. Làm sao mà đến năm 2025, theo văn bản của Bộ Y tế là Trung tâm Y tế không còn là trung cấp nữa. Đây là một cái việc làm mà theo cũng thực hiện theo cái nghị quyết 08 là của tỉnh ủy. Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện nay tổng số cán bộ y tế toàn ngành là 3.280 người, trong đó tổng số bác sĩ là 784, trình độ tiến sĩ là 2, trình độ bác sĩ chuyên khoa 2 là 38, trình độ thạc sĩ 60, trình độ bác sĩ chuyên khoa 1 là 232 và trình độ đại học 452. Hiện nay, Sở Y tế đang xây dựng đề án chính sách thu hút nhân lực bác sĩ cho ngành y tế tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025. Với dự kiến 150 bác sĩ. Cụ thể mỗi năm dự kiến thu hút từ 30 đến 35 bác sĩ đa khoa, từ 10 đến 15 bác sĩ có trình độ sau đại học. Song song với giải pháp thu hút nguồn nhân lực, Sở Y tế tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp liên quan khác như tăng cường nhân lực tại tuyến cơ sở và giải pháp về quản lý và ứng dụng công nghệ thông tin. Về cơ sở vật chất, sẽ xây dựng trung tâm kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm trở thành trung tâm khu vực miền Trung. Đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phát triển trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, đảm bảo đủ năng lực triển khai các kỹ thuật chuyên ngành. Phát triển tối thiểu 3 bệnh viện chuyên khoa và 4 trung tâm y tế tuyến huyện với sự hỗ trợ của tuyến trên về chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật. Trung tâm y tế cũng giống như thị xã Hương Thủy thì cũng chưa có được một là cái đề án thu hút nhân lực, mà tôi cũng được biết là Sở Y tế cũng sắp trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân là thời gian tới là có một cái đề án thu hút nhân lực để phục vụ giữ chân lại một số là bác sĩ. Thực ra thì cái số bác sĩ đó nếu mà được về trung tâm thì cũng có được hỗ trợ một phần nào thì vẫn đỡ hơn, và đó cũng là cái khuynh hướng là giữ một số cái đội ngũ và bác sĩ ở lại với Thừa Thiên Huế. Tôi có cái hướng đào tạo, định hướng đào tạo theo cái chuyên khoa, theo sau đại học để đáp ứng cái nhu cầu về mặt chuyên môn, rồi những cái vị trí việc làm như vậy. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có cái vấn đề là chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên, từ bệnh viện Trung Huế, trường Đại học Y Dược Huế để chuyển giao kỹ thuật để chúng tôi triển khai một cách có tính chất đồng bộ cho các hàng bệnh viện trên địa bàn của chúng ta. Rồi những cái nơi mà cái chưa có cái sự gọi là đồng điều về cái mặt kiến thức chuyên môn, kỹ năng, kỹ thuật thì chúng tôi cũng thành lập những cái nhóm chuyên viên, chuyên gia của chúng tôi để chúng tôi luân chuyển cán bộ để hỗ trợ nhau trong cái mặt phát triển. Ngoài ra thì chúng tôi cũng xây dựng cái đề án để trình các cấp về cái đề án thu hút nguồn nhân lực dành cho ngành y tế, đặc biệt là cái nguồn nhân lực chất lượng cao. Xây dựng đội ngũ nhân lực y tế chất lượng cao gắn liền giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu phát triển trở thành trung tâm khoa học công nghệ cao về y học, ngang tầm các trung tâm y tế lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Có cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, tiên tiến và y tế trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, xứng tầm là trung tâm y tế chuyên sâu của cả nước và khu vực Đông Nam Á. Đóng góp lớn vào quá trình phát triển toàn diện con người, nâng cao chất lượng cuộc sống, đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội bền vững.